Nằm trong phòng không, nhà không nói chuyện với ai. Nằm trong nhà, nằm trong phòng nhà cậu, nằm phòng dưới tối ngày đóng cửa, nằm đó. Không có ai lại nói chuyện mà cũng không nói chuyện ai, cũng không bước ra tới trước cửa nhà. Rồi không có suy nghĩ được chuyện ra chuyện gì, làm ăn cái gì. Sau sự thật cỡ này, tụi con sẽ được tương lai sáng tạnh hơn. Con đường đi không có nhiều việc làm hơn ổn định. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ với lại Đạt Đồng Tháp đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Và phía trước mặt của cô bác quý anh chị đó là hình ảnh của chị Duyên và Phúc, một người chồng của mình ngay tại Việt Nam. Cũng như thời gian gần đây thì Bùi Hồ với lại em Phong có chia sẻ về đoạn clip chị Duyên đang sinh sống tại gầm cầu, cái nơi mà người ta thường hay vứt rác ở những cái kẽ của cái hai cái cầu á. Thì môi trường sống nó vô cùng là khó khăn và đặc biệt là khá là ô nhiễm. Thì hôm nay thì Bùi Hồ và Đạt có cuộc gặp gỡ với lại chị Duyên với Phúc để mà chia sẻ về thời gian sắp tới. Sau khi đăng đoạn clip lên đó thì có rất là nhiều ý kiến của cô bác quý anh chị trái chiều rằng cho rằng là chị Duyên vẫn còn đang có gọi là chơi đá. Thì hôm nay em muốn nhờ chị đính chính lại cái việc đó, thì chắc chị xem được đoạn clip của mình và đọc được những bình luận đó đúng không chị Duyên? Dạ có. Thì khi mà mọi người bình luận như vậy thì chị Duyên thấy sao? Thì em nghĩ em không có, nhưng mà người ta cứ suy nghĩ em vậy thì em cũng không biết nói sao. Nếu mà bây giờ không tin thì cứ việc dắt em đi test, em chấp nhận. Chấp bất nhận cứ, đi test? Dạ, bất cứ giờ nào. Sao hôm trước là thấy còn đỡ, hôm nay là thấy chị bây giờ bển đó, giờ bển chỉ đi làm rồi về ăn ngủ rồi bên đây đi làm một cử mà ăn không được nguyên ngày. Còn bển làm bển cơm nước có sẵn bò sẵn. Rồi hôm trước là Phong cho gửi tiền á, thì mình có đi bán vé số gì không? Dạ có, đi lượm vé chai thôi, vừa lượm vừa bán. Em mang vợ em đi bán khúc gì đó, cái em biết trời em đẩy ra em đi định đẹp rồi. Bán mỗi ngày được nhiêu tờ? Hai bữa đầu em lãnh có 50 rồi, hôm qua này em lãnh 60. 60, dạ. Hiện nay là mình còn được bao nhiêu tiền chị? Em bán rồi là em đưa lại cho người ta cái mấy tiền trước đó, là như là mình đặt cọc với số trước được số đẹp đó. Đúng 2 giờ mấy là người ta có số, là người ta đem lại cho mình trước là được số đẹp. Là chị bán rồi à? Bán rồi vay lại đưa cho người ta tiền, bây giờ là đưa cho bà chủ đó rồi. Tới 2 giờ 2 gửi hầu lại hả? Dạ, đưa cho 2 gửi là người ta đem số lại cho mức là đặt số là thích nên đặt sẵn chưa có ai. 2 giờ gửi là người ta đem lại. Bởi lúc trước em cũng bán vậy mà anh Bùi Hồ có hỏi giấy dò, em nói người ta không có giấy dò, bởi nhiều khi em sợ Bùi Hồ cho nên em bán. Hôm qua này em đi mua có bà, tính đi mua giấy dò mà bà đâu chạy ngang mới cho tấm giấy dò luôn. Tấm giấy dò để nhà không có đem theo. Là chiều nay mình lấy số? Dạ. 2 giờ mình lấy số? Dạ, 2 giờ gửi. Có bán buổi chiều không hay là? Dạ, có bán buổi chiều vài chục tấm gì đó. Rồi còn nhiều có bán ấy thì thấy đem tới sáng vừa lụm rồi bán thêm chứ. Chiều nay mình bán luôn? Dạ, bán bữa nào, chiều bữa nào cũng bán. Chiều nay mình bán ở đâu chị? Em bán từ khúc nhà, đường nhà cậu em đó, đi dài ra theo cái đường làm cậu á, mà đi đường đó dài ra ngoài chỗ cái cậu là ngoài đó là. Có bán ngoài đường chính không? Dạ có. Mà hôm nay anh cuộc sống ở dưới thì ăn ngủ gì được không? Nó cũng như là không có mồng, mũi chích, nó cũng đốt nhăn mũi mà mũi vẫn chích, kiến cắn thì mũi cũng mấy được. Sao mình không có cái mồng gì ăn được? Ngủ mùng mình ngủ không được, không có quen ngủ mùng. Chị nói chỉ sợ mình ngủ mùng khi người bạn chạy vô á, chứ mình không biết gì mệt mỏi sợ, dù mình muốn chung chạy cũng khó. Rồi, hai vợ chồng ăn uống gì chưa? Dạ ăn rồi. Sáng hai vợ chồng ăn gì? Sáng ăn cơm, hồi nãy chồng em ăn bún, em ăn bánh mì. Sau khi em đăng đoạn clip lên thì khoảng hơn 90% là cô chú anh chị vậy. Có một cái nhìn là gọi là thất vọng về chị, người ta thất vọng nhiều. Dạ. Đó là những cô chú anh chị mà theo dõi hành trình của chị từ Campuchia về lại Việt Nam. Dạ. Thất vọng vì chị không, nó cứ dòng lẫn quẩn nó không thoát ra được cái bóng tối của những
cái nơi gọi là thùng rác. Cái số con người, cái con người của em, số của em nó khổ, em cũng muốn sung được sung sướng, cũng muốn được thoát ra những chỗ đó chứ, nhưng mà số của em cực khổ như vậy em, chứ không phải là em chọn cái cuộc sống như vậy. Có cô chú anh chị bình luận rằng là cuộc đời của chị sao nó gắn mãi với cái thùng rác, cứ bươn móc để mà kiếm ăn hoài. Thì là một người con gái như Phong cũng ai mà không thích làm đẹp, ai mà không thích mình sống trong cái cuộc sống nó đầm ấm, có nhà có cửa, thì cứ mãi lên đên trên đó. Chị có bao giờ chị suy nghĩ rằng là mình tìm một cái cách nào để mình thoát ra khỏi cái nơi mà gọi là những thứ mà người ta vứt đi á, lại là nguồn sống của mình? Cũng có suy nghĩ, nhưng mà tại vì số của em vậy như em cũng không biết sao phải không. Tụi em cũng muốn làm ăn, cố cũng cần công ăn chuyện làm giống cha, đàng hoàng giống cha, chứ không muốn đi lụm dây chai hay nhặt rác gì đâu. Mà em cũng xin đi xin việc làm thì người ta nói em chậm chạp quá, người ta không có muốn. Phúc, em nghĩ là gặp lâu chưa? Em nghĩ là lúc qua ở bây giờ thì có dự định là đi làm gặp lại không? Có, nhưng mà bây giờ cũng xin điện thoại khó, tại đang lại cái mất cái xe cái nghỉ luôn. Cha mẹ anh có cho anh gì chưa? Chưa liên lạc được lắm, chưa liên lạc. Bây giờ là mình chưa có được nhà. Đúng rồi. Rồi hổm ngày hai vợ chồng có đi về chợ mới không? Về nhà khóa cửa. Tại phẩm là quay xong mà anh ảnh về chứ em không có dám về, ảnh đợi anh về trước. Gặp ai thì xin lỗi được thì được xin. Về ông nội ông ngoại mình nói á, lúc này đi Bình Dương rồi Úc rồi. Còn mẹ thì đi khám bệnh với đo giấy tờ cho em. Ba thì đi xe về cái đốc. Các bạn rồi. Mỗi ngày là hổm ngày là chi phí sinh hoạt sao, ăn uống làm sao, mình xin cơm từ thiện hay là như thế nào? Không có xin cơm từ thiện. Dạ. Không có xin cơm từ thiện. Đi lụm vậy đó, tiền bán vé số là thì ăn được cử hai vợ chồng một buổi hai của hai vợ chồng, còn đi lụm thêm kiếm ăn buổi trưa buổi chiều. Anh Hai Phúc là hôm nay hình như có tâm sự gì đúng không? Có gì em cứ nói. Mình buồn hả? Mình buồn tại vì sống cái đó mình cũng lo cho vợ. Còn thứ hai là thấy cuộc đời vợ cứ bình tĩnh như vậy, bây giờ không có đường ra, buồn như thế này. Có dự định là thời gian tới mình có dự định là đổi nghề gì khác không? Chung em thì ai muốn gì làm cũng được á, mà cái là không có chỗ để đi. Em muốn làm gì nào làm cái nặng nhẹ gì mà được. Nhưng mà mình không biết chỗ để xin công việc làm, chỉ như mình thấy thằng hầu hay là thằng chủ của công việc đó, người ta không nhận, người ta cần có cấu trạng nữa là không. Nói chung là không quen với người ta rồi, người ta cũng không nhận. Phải muốn đi làm cũng phải có người nhà quen của mình làm, từng làm chỗ đó vậy người ta giới thiệu mình mới làm được, chứ không phải muốn xin vô là xin. Thật ra thì người ta nói như thế này nè, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Và cuộc đời, cuộc sống của chị Duyên hồi đó giờ Nguyên Phúc cũng đã coi clip biết rồi, 13 tuổi đã bị gạt sang Campuchia rồi. Và sau đó thì cuộc đời của chị là một mảng tối như thân phận của chị bây giờ. Thì những mỗi lần mà chị không làm, người ta ép chị phải chích thuốc để cho chị nghiện để làm có một thời gian như vậy. Yeah. Và rất là nhiều người phải nói rằng là tại sao chị không thoát ra khỏi được cái quá khứ kia. Nhiều người thất vọng, nhưng cũng có nhiều người lại đồng cảm với chị. Cũng có một số cô chú nói như thế này nè, gia đình thì lại coi như là chia rẽ nhau á, mẹ nơi ba nơi, rồi thậm chí là anh em thì cũng không có nhìn mặt nhau. Đến thời điểm hiện tại thì chỗ dựa duy nhất của chị đó là Phúc. Thì
Có nhiều người lại nói với em rằng như thế này: tại sao những mảnh đời khác không giúp mà tại sao quay lại giúp chị hoài? Thậm chí là như em với Đạt mới chia sẻ một cái đoạn clip của một bé 14 tuổi đẩy em của mình trên một cái chiếc xe bán vé số và kèm theo đó là bán một xe một dịch, nuôi mẹ, nuôi cháu, mỗi ngày 120 tờ vé số lời 120 ngàn, bán không ăn uống ai cho gì nó. Thì em muốn kể cái câu chuyện này để cho chị có thêm một cái động lực để chị phấn đấu vượt qua thời gian khó khăn này. Và cô chú anh chị cũng như tất cả các mạnh thường quân đó, không ai mà giúp mãi một người, tại vì ngoài kia xã hội nó cũng còn khá là nhiều người đúng không? Em có coi được những cái đoạn clip của tụi anh? Nó có sống ở cuộc đời, nó có nhiều mảnh đời bất hạnh, không phải là mình giúp người mà giúp một lần mà họ tự biết cách suy nghĩ vui lên là được. Và ngày hôm nay á, anh với Đạt á muốn hẹn Phúc với chị ngồi chỗ này cho tương lai nó tươi sáng hơn. Tại vì những lần mà gặp chị á thì tụi em không lại thùng rác á, thì cũng chui xuống gầm cầu, cuộc sống nó tăm tối ghê luôn á, phải nói là cực kỳ thấp khó, để cho chị nhìn thấy một cái màu mới hơn trong cái cuộc sống này. Và em thông tin với chị nè, hôm trước chị nói là muốn ở trọ, và chị có đi dọ được cái nhà trọ nào chưa? Có mấy người ở gần chỗ rồi, mà ở chỗ gần chỗ ở cầu đó, người ta chỉ với nhà trọ đâu gần gần đó, tháng cũng 1 triệu hay là 1 triệu mấy gì đó mà. Tháng bao nhiêu? Tháng cỡ 1 triệu mấy gì đó mà em chưa có đi hỏi. Dạ em chưa có hỏi, tại vì em thấy tiền túi chứ hỏi. Sao? Em không có tiền trong túi với em hỏi. Đủ tiền thì đóng ra tiền tháng trước rồi. Em chưa có đi hỏi, em nói giờ để có gì con đi hỏi. Em có tiền trong túi con đi hỏi, để dành đủ tiền con đi hỏi. Con hỏi, rồi em có hỏi đường, đã chỉ gần gần đó. Vậy là nếu như mà chiều nay hay ngày mai vậy đó, yeah, đi hỏi giùm em cái nhà trọ, yeah, khoảng tầm 1 triệu trở lại, 1 yeah, triệu mốt trở lại, yeah, thì có một cô ở Mỹ sẽ thuê trọ cho chị ít nhất là 3 tháng đầu. Và Phong cũng có, bên Phong cũng có hỗ trợ. Rồi em sẽ tự đóng tiền trọ cho chị luôn. Dạ. Có nghĩa là chị hỏi đi rồi em sẽ đóng tiền trọ cho ông chủ bà chủ. Dạ. Em không có đưa tiền cho chị. Dạ. Để chị bắt đầu lại làm ăn thêm một lần nữa. Dạ. Tại vì cũng khá là nhiều lần rồi, Phúc cũng biết không, anh với Phong cũng quay lại khá là nhiều lần. Nhưng mà phải chạy 3 tháng đầu, như là 3 tháng đầu cấp vốn mình, lợi mình làm cho ở chiếc lỡ cho mình. Đúng. Rồi sẽ hỗ trợ cho em thêm một ít để đi bán vé số, không móc bọc nữa, hai vợ chồng chia ngang người 50 tờ. Không, em xin lỗi, anh có coi này, sợ nè. Đây giờ không bán cái số, thì thầm mới kiểm soát. Cái anh không chịu được. Anh nói nhiều khi người ta đang ăn gì đút với số em vô mời. Mời ta mời bất thật sự. Rồi mình còn trẻ vậy á Phúc, anh nói thiệt hả, mình đi lượm ve chai đó thì có bao giờ em bị người ta dè biểu rằng là một thanh niên trai tráng như vậy, sức dài da rộng vậy mà tại sao phải đi lượm ve chai mà không đi làm công ăn lương hay là làm bán số hay là phụ trợ hay làm gì đó mà lại lượm ve chai? Dạ này mình nói là tại vì lên đất xin em không gầm, đất ông xin em không gầm anh. Vậy tại vì về với số vợ sống á, không cần vợ làm đến gì mình làm đó. Khi nào mà có người ở việc làm sớm á, người ta thấy mình được thì người ta hỏi mình có việc làm không. Em mong vậy thôi. Nếu gì bây giờ thì về chợ mới mình kiếm trọ bên đó được không? Cho Phúc làm cái công việc nhà ổn định, còn sinh viên thì bán vé số. Còn đi bỏ nó thì cái gì sợ gì không, bán vé số không có chạy gần đây. Có đường bến vắng que. Tại mình bến. Đường giống hệt đường ở quê. Ở trên đường đó, cái đường kế cập nó xong giống y gan là cái đường dưới vậy mà đó, xa xa có cái nhà. Bên đó thì dân làm đồng ruộng không ít ai coi YouTube. Ít biết cái gì.
Em nghĩ nếu 50 vé thì chị bán, nếu mà cái đường không quê chị bán cũng giảm hết, nhưng mà em không dám về, em sợ gặp ba mẹ chồng em ngại. Ba mẹ chồng dặn rồi không có nói chuyện. Gần cái khu vực của Chợ Mới mà những cái khu đô thị một chút. Bên đó dễ kiếm việc làm. Thì bên đây thì anh làm không được, anh đi làm như cha đây. Nếu được gì bởi nở mà anh xin ảnh đi làm gạch không, lại thì em cũng đi làm gạch. Ở bên đây á, có mạnh thường quân nào con đường đổ nước này á, thì anh bùa hộ để lại số điện thoại của em á. Cái video tại vì ai cần làm thì thôi cho em. Em đọc số điện thoại của mình lên đi. 0589 0589 52 53 89. Đây là số điện thoại của Phúc với cô bác của anh chị. Cô bác của anh chị có cần người giúp việc hay là như thế nào đó thì có thể liên hệ đến số điện thoại của Phúc để Phúc tạo cho Phúc một cái việc làm cũng như là cái cơ hội làm ăn. Có thể là phụ hồ rồi đó, thì cái đó thì cũng có càng nhiều. Không uống nước đi. Rồi bây giờ như thế này nè, là thời gian tới trước mắt á, là chiều nay chị bán cái số đúng không? Dạ. Chiều nay bán ở đâu em tiện chị? Em tiện chị. Ê, em bán ở cái dọn từ cái đường nhà cậu em đó, đường lộ cái lộ đó, từ đó đi dài qua tới cái chỗ cái cầu, cái em quẹo vô bên tay trái, em đi thẳng ra ngoài đường đó đâu, em chạy đi thẳng ra ngoài kia qua ngoài cái cầu ngoài lộ lớn. Mấy giờ bán? 5 giờ. 5 giờ bán. Dạ, ra số sổ rồi mới bán được. 5 giờ là hai vợ chồng đi bán đúng không? Dạ. Giờ em đi anh để xe đi lụm rồi sao, em đi bán trước. Còn em gặp cho cha em đi trước, em gặp em cũng lụm. Đi lụm đâu phải là chụp mau anh chim mà em tìm khi gặp khách bự bư móc rồi. Anh lụm sắt. Là bây giờ sao? Là chị đi bán. Dạ, anh đi để xe đi lụm cũng đi chung. Nhưng là đi chung. Đi chung đường vậy đó mà em đi trước, em đi phía trước, anh đi phía sau. Đây, nói gì đi trước. Tại em đi bán với số em phải đi trước. Còn em đi trước em gặp gia trai em cũng lụm bóp để cầm mọc đi theo. Hôm trước có một mạnh thường quân nói với em vậy nè. Dạ. Gửi tiền cho chị nhưng mà em dẫn chị đi test. Dạ. Chị có chịu không? Dạ chịu. Chịu bất cứ lúc nào. Dạ. Thì đợt đó em đi Lào rồi em không có liên hệ lại, sau này em mới gặp chị lần này nè. Yeah. Thì chắc nếu như mà chị đó có liên hệ lại á, dẫn chị đi test đúng mà chị âm tính á. Yeah. Thì chị đó có thể hỗ trợ thêm cho chị. Yeah. Tuy nhiên thì em cũng không có, tại vì rất là lâu em mới quay trở lại. Yeah. Từ cái ngày mà Phong hôm trước là Phong nói với em á là nếu Phúc sống ở Cầm Cầu á thì em thấy cuộc đời sao mà nó bi đát, như từ ngày từ lên thấy mặt trời mà xuống không thấy mặt trời luôn, thậm chí là cái nơi ngủ của mình là người ta chạy xe trên đó. Gầm cầu nó gọi là cái nơi mình thì từ lúc gặp anh lúc trước á, tại sao mấy cậu cũng kêu về, cậu chứ ngày em mới kêu về nhà ở lại mà không kêu về, đuổi ra đi vô đi ra đi vô hoài đó. Xong cái đợt hổng là án mạng đó, hai chồng mạng gì là vụ mà đâm cái tay của án mạng. Cả hai chồng mới chứng minh đời xứ ở. Rồi thôi bây giờ nè, hai vợ chồng về nghỉ ngơi. Yeah. Chiều đi lấy số, sau đó dọn nhà trọ luôn. Dọn được nhà trọ nào cho em hay, dắt em lại cho em hay chiều nay trước. Yeah. Khi bắn vé số á. Yeah. Thì dọn nhà trọ trước đi. Yeah. Rồi nếu được cho em hay em sẽ thuê trọ, hơi trọ cho ở. Yeah. Thì sống ở dưới đó sao mà sống. Yeah. Rồi trước mắt là cô chú anh chị sẽ cho 3 tháng giá 1 triệu thì lại cho anh hay 1 triệu, 1 triệu 1, 1 triệu 2 cũng được nữa. Dạ. Nha. Dạ. Lại cho hay để mình trả 3 tháng này còn bao nhiêu được thì mình làm vốn để mình bấm cái số. Dạ. Nhớ là đây là cái cơ hội mà tụi em đã quay lại rất là nhiều lần rồi. Dạ. Nên thành nữ là chị cứ Phúc cố gắng nha. Dạ. Đừng làm cho mình phải cố gắng bản thân mình để em cho mọi người nói gần mình đi theo mình có Phúc chính này kia là mọi người phán đoán sai. Ừ. Mà em mong rằng á mọi người phán đoán sai. Yeah. Và chị đúng. Yeah. Chứ đừng có đợi mọi người đều đúng mà chị, tất cả người ngược lại là chị, tại vì người ta nói là có bao nhiêu chị cũng bán á, có điện thoại cũng bán, rồi đeo bông thì cũng bán hết à. Hỏi anh giờ em hết tiền em không biết làm gì, lúc đó em cũng không có biết đường để đi lượm dây chai. Còn em có gì em nhịn đói nhiều ngày quá em chịu không nổi, em có của mà lại để giờ em chết em ôm cái của đó theo.
cũng đâu có được đâu, em chết rồi không biết em có được đeo cái đó đem đó theo không hay là gia đình em cũng lấy của em. Bởi em đói em chịu hết nổi em phải lợp, em lấy từng món em bán em để dành tiền em ăn. Chứ không phải là em lấy em bán để em đưa hút. Ví dụ mình lấy một món mình bán, em nói thật á, mình ví dụ mình lấy một cái chiếc nhẫn mình bán đi thì nó khoảng được 2 triệu, em ví dụ vậy, dạ. 2 triệu thì chị lấy nó bán dành giùm mấy cái số chị cậu ra cái công an việc làm cho mình chứ. Lúc đó em bùa hết tiền, em buồn, em nghĩ, em không có suy nghĩ được cái gì ra, em tối, trong đầu tối tâm không có suy nghĩ được chuyện gì là chuyện gì. Tối ngày nằm trong phòng, không nhà không có nói chuyện với ai. Nằm trong phòng nhà cậu, nằm phòng dưới tối ngày đóng cửa, nằm đó. Không có ai lại nói chuyện mà cũng không nói chuyện ai, cũng không bước ra tới trước cửa nhà. Rồi không có suy nghĩ được chuyện ra chuyện gì để làm ăn cái gì. Thôi bây giờ chiều nay là hai vợ chồng đi ha. Dạ. Mướn nhà trọ có gì điện cho hay. Rồi mướn trước, ủa sao muốn khóc nữa? Có em nhắc cái chuyện cũ cũng được. Hả? Nếu không nhắc chuyện cũ buồn. Thôi bây giờ qua rồi. Bữa nay nhìn xanh xao ốm mất mát, nay còn được nhiêu ký chị? 41, 42. Anh về đâu ngủ đâu, nằm mở mắt lại ngủ ngủ như cái giật mình cái gặp hết nữa, thất bại. Người ta lên mạng là ở một cái tâm thế là từ ở khổ đi lên, mà chị lên mạng là từ cái tâm thế mà từ ở khổ lên rồi xuống khổ nữa. Thậm chí là em hỏi thiệt là đôi khi là chị thấy sống ở bên đây lượm với cha nhiều hơn Việt Nam, ở Việt Nam nhiều hơn ở Campuchia, mà sao khổ hơn Campuchia nữa. Rồi Phúc với lại chị Duyên có muốn nói lời nào đối với cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã từng giúp mình, cũng như là thời gian sắp tới cô có một cô ở Mỹ gửi mình để mà thuê trọ cho mình, bây giờ hai vợ chồng có cuộc sống tốt hơn không? Cảm ơn nha. Mạnh Thường Quân giờ cảm ơn. Cô xin nói lời này anh Quân là con mong rằng sau đoạn lúc này, sau sự thật cỡ này, tụi con sẽ được tương lai sáng mạnh hơn. Con đường đi không có nhiều việc làm hơn ổn định. Con nói là cảm ơn nào không? Mạnh Thường Quân. Chị Duyên. Dạ. Xin cảm ơn tất cả các Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước dạ. Trong thời gian qua đó ổng giúp đỡ em rất nhiều, và bây giờ được lại được sự giúp đỡ của các Mạnh Thường Quân nữa thì em lần này là lần không bao giờ để cho Mạnh Thường Quân thất vọng về em. Và em tin chị là sẽ làm được ha. Và thôi đừng có khóc nữa, cố lên. Mình cố gắng lên, có được cái chỗ ở rồi thì mình sẽ bắt đầu làm ăn thuận lợi chút. Cũng chào hai vợ chồng luôn nha. Rồi. Uống hết nước đi rồi sau đó đi kiếm trọ hay giờ nghỉ ngơi gì đó. Dạ. Có gì liên hệ lại với em. Dạ. Rồi xin chào, hẹn gặp lại cô bác quý chị ở video clip sau ha. Xin chân thành cảm ơn tất cả cô bác quý chị cũng như là tất cả Mạnh Thường Quân đã đồng hành với chương trình trong những đoạn video clip, và đến thời điểm này xin chào và hẹn gặp lại.